Xin kính chào và kính mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua 25 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất trên thế giới. Nào chúng ta cùng điểm qua và hãy comment cho mình biết là bạn thích nhất là kỳ quan thiên nhiên nào nhé. Let's go! Massive glaciers, staggering mountains, plains dotted with wild animals. We sure live in a big, beautiful world. And while pinpointing all of Mother Nature's greatest hits could take a lifetime, we think these out-of-this-world landscapes and awe-inspiring wonders from Arizona to Antarctica need to move to the very top of your travel list. Angel Falls. Thác nằm trong vườn quốc gia Canaima, trải dài hơn 11.500 dặm vuông trong vùng hoang dã ở miền nam Venezuela. Công viên là di sản thế giới được UNESCO công nhận và là một trong những địa điểm ấn tượng nhất trên thế giới. Phần lớn Canaima được bao phủ bởi những vách đá ngoạn mục và những thác nước đẹp. Uống Công là thác nước cao nhất thế giới có độ cao gần 1 km. Trước tiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn không thể đến thác Angle bằng ô tô vì không có đường giao thông trong khu vực. Trước tiên chúng tôi phải chịu khó ngồi thuyền nhỏ có động cơ trong 4 giờ ngược dòng chảy của hai con sông khác nhau, El Rio Carao và Rio Churun. Sau khi đi thuyền xong, chúng tôi phải băng qua một con suối trước khi bắt đầu một chuyến đi bộ 90 phút đầy dốc và lên dốc. Sự tồn tại của thác nước đối với chúng tôi dường như là một nghịch lý vì nó dường như không được cung cấp bởi các nguồn thoát nước thông thường như cánh đồng tuyết lớn, sông băng tan chảy, hồ, cũng không phải hệ thống sông lớn. Thay vào đó, lượng nước dồi dào gây ra thác thực tế là tất cả lượng mưa từ các đám mây nhiệt đới xích đạo ngưng tụ vào rừng mây trên cao nguyên Tabui. Number 24. Giant's Causeway. Giant's Causeway là vùng bờ biển thuộc hạt Antrim, Bắc Ireland, Vương quốc Anh. Bờ biển này thu hút rất đông khách du lịch và các nhà nghiên cứu đến đây, bởi tại đây có khoảng 40.000 cột ba gian khổng lồ màu đen được xếp ngay ngắn, kết quả của một vụ phun trào núi lửa cổ xưa. Nó nằm ở hạt Antrim, trên bờ biển phía đông bắc của Bắc Ireland, cách khoảng 3 dặm 4,8 km về phía đông bắc của thị trấn Bushmills. Năm 1986, khu vực đã được công nhận là di sản thế giới của UNESCO, trở thành một khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vào năm 1987. Trong cuộc thăm dò độc giả năm 2005 của Radio Times, Giant's Causeway được coi là kỳ quan thiên nhiên xếp thứ tư ở Vương quốc Anh. Các cột ba gian xếp với nhau tạo thành những bậc dẫn từ vách đá và từ từ biến mất xuống biển. Hầu hết các cột có hình lục giác, mặc dù một số cũng có 4, 5, 7 hay 8 cạnh. Cột cao nhất đạt tới 12 mét, 39 feet và dung nham đông đặt lại tại những vách đá có chiều cao tới 28 mét, 92 feet. Phần lớn Giant's Causeway và bờ biển Causeway được sở hữu và quản lý bởi National Trust, một tổ chức quốc gia cho những nơi có giá trị lịch sử hay vẻ đẹp thiên nhiên. Đây cũng là một trong số những điểm thu hút khách du lịch ghé thăm nhiều nhất Bắc Ireland. Napoli Coast. Công viên Napoli Coast, thiên đường của thiên đường Hawaii. Với vẻ đẹp như thơ như họa của các dãy núi hùng vĩ và dòng nước biển trong veo, công viên Napoli Coast luôn được xem là một viên ngọc quý của quần đảo Hawaii, chinh phục trái tim của bao du khách. Đi bộ đường dài là một lựa chọn rất phổ biến của những người đam mê và thích thú với các vách đá. Có rất nhiều con đường mòn dọc theo các sườn núi đến công viên Napoli. Song chúng có các vách đá dựng đứng, nhiều đoạn sông và khá nguy hiểm, không dành cho những người yếu tim, nên phải có kinh nghiệm đi bộ đường dài và sức khỏe tốt thì hãy lựa chọn phương án này nhé. Thông thường thì chuyến đi bộ cả đi và về sẽ mất tầm 3 ngày hoặc hơn trên đoạn đường khoảng 34 km cực kỳ đẹp mắt, nhưng phải có giấy phép hợp lệ thì mới được đi và cần mang theo áo mưa vì trời thường xuyên mưa ở bờ biển Napoli đấy. Ngoài ra chúng ta còn có thể đi bằng ô tô hoặc tàu thuyền. Thời tiết của Hawaii ổn định quanh năm, vì vậy nơi đây trở thành điểm đến tuyệt vời vào bất cứ lúc nào trong năm. Trong khi đó, thời gian tốt nhất để đi bộ đường dài là vào mùa khô, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Còn mùa đông là mùa xem cá voi, nên đây là thời điểm tuyệt vời cho các chuyến tham quan bằng thuyền. Number 22. Mount Everest. Đỉnh Everest cao nhất thế giới thì ai cũng biết, nhưng đảm bảo 90% mọi người sẽ trả lời sai vị trí chính xác của ngọn núi. Vậy rốt cuộc đáp án là gì? Xin thưa, núi Everest nằm trên biên giới giữa Tây Tạng và Nepal, thuộc dãy Himalaya ở châu Á. Everest là đỉnh núi cao nhất và nổi tiếng thế giới.
Năm 2007, nơi này có độ cao 8.848m so với mực nước biển. Do vận động kiến tạo địa chất, đỉnh núi này vẫn cao thêm 2,5cm mỗi năm. Núi Everest là nơi có môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhiệt độ trung bình trên núi là âm 19 độ C vào mùa hè và âm 36 độ C vào mùa đông. Mặc dù cực kỳ khắc nghiệt, nhưng ngọn núi tuyết bên dãy Himalaya hùng vĩ này luôn hấp dẫn du khách khắp nơi trên thế giới. Number 21. Pulpit Rock. Đối với dân hai kinh chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế, thì ba tảng đá ở Na Uy là những địa danh đặc biệt mà người ta luôn ao ước được một lần đặt chân đến. Không thể đến ba tảng đá trong cùng một chuyến đi, tôi đã chọn Pulpit Rock là nơi có quy mô lớn nhất và đường đi dễ nhất, để rồi với ấn tượng khó phai, tôi mong được có dịp đến với hai tảng đá còn lại. Tảng đá khá rộng, bằng phẳng và vuông vức, diện tích hơn 25m². Điểm đặc biệt là tảng đá nằm ở cao độ 604m so với mặt nước biển. Cả ba mặt đều nhìn xuống vực sâu hun hút. Bên dưới là đá lởm chởm cùng dòng nước lạnh ngắt mà không hề có một hàng rào nào bảo vệ. Ai cũng phải hết sức bình tĩnh và tự nhủ lòng phải vô cùng cẩn thận khi di chuyển. Một bước sải chân sẽ được xem như là hóa kiếp. Number 20. Wadi Rum. Nằm cách Amman, thủ đô Jordan khoảng 300km, cách di tích kỳ vĩ Petra khoảng 100km về hướng nam, vùng sa mạc Wadi Rum được ví là một viên sơn bão của cả vùng trung đông rộng lớn. Nơi này sở hữu sắc đỏ kỳ dị, huyền hoặc cùng sự kiến tạo hiểm trở, bí ẩn và dị thường, đưa du khách về một nơi tưởng như không có thực trên trái đất, gió và cát nóng. Cách Amman không phải quá xa, nhưng chuyến xe buýt tiến vào Wadi Rum dường như đang phải làm công việc quá sức của mình. Trong xe mát mẻ nhưng tựa vào cửa kính, có thể cảm nhận cái nắng bỏng rát bên ngoài. Hàng trăm cây số trôi qua tầm mắt chỉ với sắc màu nâu đỏ đặc trưng, hiếm hoi vô cùng mới thấy những chấm xanh yếu ớt của dăm ba bụi cây nhỏ. Đường vào sa mạc sốc nảy, càng khô, nhọc nhằn đến từng cây số. Cảnh sắc siêu thực, Wadi Rum không phải là một sa mạc của cát, mà là một sa mạc của những đồi núi, cồn cát, những khối đá, vách đá kỳ dị, mọc lên từ hàng chục triệu năm kiến tạo của thiên nhiên. Những khối núi, đá, cát, mang muôn trượng hình dạng kỳ thú, cuồn tụ trên một không gian những đường sắc đỏ kỳ quái. Nơi đây đang sở hữu những tầng địa chất cổ xưa nhất trên bề mặt vỏ trái đất. Điều kỳ diệu hơn nữa là cảnh sắc của sa mạc thay đổi một cách vô định, chuyển động liên tục dưới ánh nắng mặt trời. Number 19. Lake Baikal. Hồ Baikal, Nga, được xem là hồ nước ngọt sâu nhất và cổ xưa nhất trên trái đất, hình thành khoảng 20-25 triệu năm trước từ vết nứt trong lục địa. Nơi sâu nhất của hồ lên đến 1,6 km. Hồ Baikal chứa khoảng 20% lượng nước ngọt trên thế giới, do có hơn 300 dòng sông và con suối đổ vào hồ. Hồ Baikal còn được gọi là hồ thiên nhiên, là hồ rạn nứt. Hồ được hình thành do sự dịch chuyển trong vùng rạn nứt kiến tạo. Nó nằm ở phía bắc biên giới Mông Cổ, ở miền nam Siberia của Nga, giữa các bang của Cộng hòa Berea và tỉnh Irkut. Hồ Baikal là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới và chứa khoảng 20% tổng lượng nước ngọt thế giới. Đây cũng được coi là một trong những hồ nước rõ ràng nhất thế giới. Cùng với việc là hồ lớn thứ 7 trên thế giới, với tổng diện tích bề mặt là 31.500 km, đây cũng là hồ lớn nhất thế giới về thể tích và hồ sâu nhất thế giới. Nó thậm chí có thể là một trong những hồ lâu đời nhất trên hành tinh của chúng ta, với tuổi ước tính không dưới 25 triệu năm. Độ sâu trung bình của hồ này là 744,4m, với điểm sâu nhất đến 1.642m. Hồ rạn nứt thường sâu hơn so với hồ không rạn nứt, do độ sâu của các rạn nứt hình thành do chuyển động kiến tạo và nước lấp đầy. Number 18. The Maldives. Maldives nổi tiếng thế giới là điểm đến đẳng cấp với nhiều khu nghỉ dưỡng 5 sao,
và vẻ đẹp đầy mê hoặc của những bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh. Hội tụ 1.190 hòn đảo lớn nhỏ trên diện tích 35.000 m² của Ấn Độ Dương, Maldives được mệnh danh là quần đảo thiên đường. Maldives là điểm lặn biển tuyệt vời, bãi cát trắng, nước xanh trong, các rạn san hô lớn và đa dạng với hơn 187 loài. Lặn biển là một đặc sản ở nơi đây. Động thực vật biển phong phú, có hơn 1.100 loài cá, 5 loại rùa biển, 21 loài cá heo và cá voi, và 145 loài cua. Maldives là một trong những điểm du lịch trên thế giới có các bà đềm dưới biển. Maldives sở hữu những món ăn đặc trưng miền biển. Món ăn ở Maldives bị ảnh hưởng nhiều của ẩm thực Sri Lanka và phía nam Ấn Độ. Các món ăn thường cay, nồng mùi dừa và thường có món cá chủ yếu là cá ngừ. Number 17. Banff National Park. Vườn quốc gia Banff là một trong những kho báu quốc gia lớn của Canada, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Bao gồm một phần của những ngọn núi đá, công viên là nơi có những hồ ngọc lam tuyệt đẹp phản chiếu những đỉnh núi phủ đầy tuyết cùng với sông băng và rừng rậm. Từ năm 1985, nó đã được đưa vào danh sách các di tích văn hóa và tự nhiên được bảo vệ của UNESCO. Nằm ở cuối phía nam của vườn quốc gia Banff, thị trấn nhỏ bé này được bao quanh bởi các ngọn núi là một điểm đến du lịch chính ở Alberta. Nó được dành cho ngành công nghiệp du lịch với tất cả các loại lựa chọn chỗ ở, cửa hàng thú vị và các nhà hàng từ bình thường đến cao cấp. Vào mùa hè, các con phố có rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến xem Rockies Canada. Và vào mùa đông, thị trấn duy trì bầu không khí sống động của nó khi trượt tuyết xuống băng để tận hưởng những sườn núi gần đó. Các điểm du lịch được xếp hạng hàng đầu tại vườn quốc gia Banff. Thị trấn và khách sạn Banff Spring, núi Lưu Quỳnh, hồ Louis, v.v. Number 16. Salar de Uyuni. Salar de Uyuni là cánh đồng muối lớn nhất thế giới, trải dài hơn 10.500 km² thuộc cao nguyên Altiplano, phía tây nam Bolivia. Nằm ở độ cao 3.650 m so với mực nước biển, địa hình của khu vực hoàn toàn bằng phẳng và được tô điểm bởi những hòn đảo nhỏ như Isla Inca Hoshi. Các nhà khoa học đã phát hiện ra khu vực này là một phần của hồ Minh Chinh vào khoảng 40.000 năm về trước. Thời tiền sử, hồ đã bao phủ toàn bộ phía tây nam của Bolivia. Qua thời gian, nước dần cạn kiệt, ngày nay chỉ còn sót lại hai tiểu hồ là Bubo và Uru. Trong một số hang động vẫn còn hóa thạch san hô, dấu tích về một vùng biển đã tồn tại trong quá khứ. Cao nguyên Altiplano không có cửa thoát nước, vì vậy khi nước hồ bốc hơi dưới ánh mặt trời khắc nghiệt, lớp muối và canxi sulfat vẫn còn sót lại trên mặt đất. Cùng với gió, những đụn muối ở Salar de Uyuni liên tục biến đổi theo thời gian. Trong những tháng mùa mưa ở tây nam Bolivia, làn nước mỏng đã biến Salar de Uyuni thành một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời, chim hồng hạc, xe hơi và cả con người. Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, vào ban đêm trời lạnh buốt, có gió lớn và lượng mưa chỉ đạt mức 400 mm mỗi năm. Các sinh vật tự nhiên có thể thích nghi và sinh sống ở Salar de Uyuni bao gồm chim hồng hạc và xương rồng cao tới 12 m, cùng với cánh đồng núi bất tận và cảnh quan núi lửa độc đáo của dãy Andes. Number 15. Yellowstone. Yellowstone là công viên quốc gia đầu tiên và xưa nhất thế giới, phần lớn ở góc phía đông của Wyoming. Yellowstone nổi tiếng với các loài động vật hoang dã và các điểm địa nhiệt. Có đến hơn 200 hố phun nước nóng tại Yellowstone, nổi tiếng nhất là Old Fort Pool, nơi cứ mỗi 91 phút, nước lại phun lên một lần và cột nước có thể cao tới 40 m. Hố phun nước nóng lớn nhất thế giới Steamboat cũng nằm tại công viên này. Ở đây còn có suối nước nóng lớn nhất nước Mỹ, đồng thời là suối nước nóng lớn thứ ba trên thế giới. Hệ sinh thái trong công viên rất phong phú, với nhiều loài động thực vật hoang dã quý hiếm, những đỉnh núi treo leo, những mạch nước nóng, hồ trên núi cao,
biến nơi đây trở thành một trong những địa danh du lịch nổi tiếng nhất nước Mỹ. Number 14. Iguazu Falls. Có phải chăng bạn đã đi qua rất nhiều thác nước nổi tiếng trên thế giới và luôn được đón nhận không khí tươi mát của dòng chảy thiên nhiên, đem lại trong bạn những cảm nhận riêng biệt khó quên? Vậy bạn đã bao giờ biết đến một dòng thác nổi tiếng ở Nam Mỹ, nơi những dòng nước vẫn âm thầm chảy giữa cánh rừng nhiệt đới từ lâu đã khiến mỗi du khách đến đây đều phải ngẩn ngơ ngước nhìn? Và sau mỗi cơn mưa, cầu vồng hiện lên trên dòng thác giống như chiếc cổng nhiệm màu dẫn lối vào khu vườn cổ tích xa xưa. Nằm giữa biên giới Brazil và Argentina, thác Iguazu được cả hai quốc gia ra sức bảo vệ và thu hút hàng trăm nghìn du khách đến đây tham quan và nghỉ dưỡng. Thác Iguazu được người Tây Ban Nha phát hiện ra lần đầu tiên vào năm 1541. Thác nước hình thành từ sự phun trào của núi lửa, tạo nên khe nước trong lòng đất. Dòng dung nham rực lửa ngày trước bây giờ đã biến thành những dải nước nối nhau chảy xuống dòng sông xanh mát. Hệ thống thác Iguazu gồm 275 thác lớn nhỏ, trải dài hơn 2 km trên sông Iguazu và cao trung bình hơn 60 m. Số lượng dòng còn biến đổi và phụ thuộc vào các mùa trong năm. Trong đó, thác Devil's Throat, nghĩa là họng của quỷ, là thác lớn nhất và ấn tượng nhất. Thác đổ từ độ cao 82 m với chiều rộng 150 m và dài 700 m. Trung bình thác Iguazu chảy 1.500 m khối nước mỗi giây. Đặc biệt vào mùa mưa lớn có thể lên đến 13.000 m khối nước mỗi giây, đủ lấp đầy được 5 bể bơi Olympic. Bao giờ cũng thế, sau những ngày mệt mỏi, ai cũng muốn tìm về giữa thiên nhiên để thực sự được sống, được trải mình trong không gian tươi mới, tách biệt với những bộn bề của cuộc sống thường ngày. Nếu một lần đến với thác Iguazu, bạn sẽ đón nhận hơi thở của thiên nhiên hùng vĩ. Number 13. Sahara Desert. Khoảng 4.000 năm trước, đây vẫn là một vùng trụ phú với nhiều động thực vật. Tuy nhiên, trái đất thay đổi góc nghiêng từ 22,1 độ sang 24,5 độ theo chu kỳ 41.000 năm, hiện tại đang là 23,44 độ và giảm dần. Chính sự dao động quỹ đạo hành tinh nghìn năm trước đã tác động và chấm dứt sự màu mỡ ở vùng đất này, thay vào đó là sa mạc khô hạn, cằn cỗi. Khu vực sa mạc khô hạn, ít mây, ánh sáng mặt trời chói chang, quanh năm sóng nhiệt cuồn cuộn, hơi nóng khô người. Nhiệt độ cao kỷ lục của sa mạc Sahara được ghi nhận vào năm 1922 lên tới 57,7 độ C. Nhưng đến đêm, gió lạnh cắt da cắt thịt. Sự thay đổi nhiệt độ trong ngày càng khiến điều kiện sống nơi đây thêm khắc nghiệt. Có khoảng 500 loài thực vật, đó là những loại cây sinh trưởng nhanh và có khả năng chịu hạn tốt như xương rồng, cỏ giấy. Một vài loại có thể mọc mầm sau 10 phút và ra rễ sau 10 tiếng. Ở khu vực tiếp giáp của Địa Trung Hải, ô liu là loại cây phổ biến. Phần trung tâm của sa mạc có thảm thực vật vô cùng hạn chế. Number 12. Galapagos Islands. Quần đảo Galapagos được nhiều nhà khoa học ví von như một thế giới khác khi sở hữu rất nhiều loài động vật đặc hữu và gần như không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên hành tinh này. Vào thế kỷ 16, những nhà thám hiểm Tây Ban Nha đã phát hiện ra quần đảo này rồi đặt tên là Galapagos, theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là con rùa. Vì vậy, quần đảo này còn được biết đến với tên quần đảo rùa, mô tả được loài động vật đặc trưng nhất ở đây. Năm 1979, UNESCO công nhận quần đảo Galapagos là di sản thiên nhiên của nhân loại, cũng là di sản đầu tiên của Ecuador nhận được vinh dự này. Vườn quốc gia Galapagos hiện là một trong những nơi đa dạng sinh học nhất thế giới, với khoảng 600 loài thực vật, 400 loài cá, 58 loài chim, 22 loài bò sát và 6 loài động vật có vú. Trong đó có nhiều loài động vật không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác và nhiều loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Thế kỷ 19, nhà sinh vật học Charles Darwin đã nghiên cứu thuyết tiến hóa trên hòn đảo này và từng cho rằng hệ thống động thực vật ở đây như từ một thế giới khác do quá đa dạng và lạ lẫm. Number 11.
Pamukkale. Danh thắng Pamukkale nằm ở thung lũng sông Menes. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những điểm du lịch độc đáo nhất trên thế giới. Mang vẻ đẹp của những tầng mây, nơi đây được mệnh danh là kỳ quan thế giới thứ 8. Pamukkale nằm tại thành phố Denizli, tây nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Cái tên Pamukkale trong tiếng Anh có nghĩa là cổ tổng castle, dịch ra là lâu đài bông. Và địa hình nơi đây thực sự giống như tên gọi của nó. Các nhũ đá vôi độc đáo được tạo nên cùng suối nước ngầm trong xanh chảy tràn tự nhiên và giàu khoáng chất. Trong khu vực này có khoảng 17 suối nước nóng có tác dụng chữa nhiều loại bệnh khác nhau. Không chỉ mang vẻ đẹp của cấu trúc địa chất độc đáo mà danh thắng Pamukkale cũng mang giá trị lịch sử rất đáng trân trọng. Từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người Roma đã tiến hành xây dựng thành phố ngay trên đỉnh đồi Pamukkale mang tên Hierapolis nhằm tận dụng tác dụng chữa bệnh của các suối khoáng này. Họ tới đây để xoa dịu phiền não, đau đớn, thậm chí là ở ẩn và chết tại đây. Tuy nhiên cho tới ngày nay, những dấu tích của Hierapolis chỉ còn sót lại nhà hát lộ thiên với khoảng 50 tầng ghế có sức chứa lên đến cả chục ngàn người. Từ xa trông lại, Pamukkale hiện ra giống như một núi tuyết trải dài 2.700m trên sườn núi cao 160m. Trước khi bước lên đỉnh, du khách được dạo chơi chụp ảnh với hồ nước xanh biếc dưới chân núi và vui đùa cùng nhiều loài động vật có cánh. Năm 1988, UNESCO đã công nhận Pamukkale là di sản thiên nhiên thế giới. Number 10. Zhangjiajie National Forest. Thành phố Trương Gia giới Zhangjiajie nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Nam, có diện tích 9.516 km². Nơi đây có khí hậu miền núi ẩm nhiệt đới, non xanh nước biếc, sông nước hữu tình. Công viên rừng quốc gia Trương Gia giới Zhangjiajie National Forest Park được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1992 vì địa chất độc đáo của công viên. Năm 2009, công viên này được lấy làm bối cảnh quay bộ phim Avatar của đạo diễn Cameron. Đây là một trong những địa điểm mà mình thật sự phải sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ và ảo diệu của nó. Những ai đã từng đặt chân đến đây đều phải thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy khung cảnh sừng sững và hùng vĩ hiện ra trước mặt. Chuyến đi đến công viên quốc gia Trương Gia giới thật sự là một chuyến đi đáng để bạn trải nghiệm trong đời. Công viên quốc gia Trương Gia giới là địa điểm du lịch rất được yêu thích ở Trung Quốc. Xu hướng hiện nay của du khách là tìm đến những nơi thiên nhiên còn hoang sơ, giữ nguyên được vẻ mộc mạc và chân thực vì cuộc sống phố thị ồn ào đã làm họ gần như kiệt sức. Chính vì thế mà công viên quốc gia Trương Gia giới càng trở nên thu hút hơn. Number 9, The Northern Lights. Bắc cực quang là một đặc sản để trải nghiệm tại các nước Bắc Âu, đặc biệt là Iceland. Điều kỳ diệu của trải nghiệm này là bạn được chiêm ngưỡng dải ánh sáng tuyệt đẹp vắt ngang qua bầu trời giữa đêm đen. Một điều mà người Việt Nam như tôi hãy còn nhiều lạ lắm. Và trải nghiệm này cho tôi biết thiên nhiên thật kỳ vĩ và choáng ngợp, đủ để ta thêm say đắm những chuyến đi và không ngừng trải nghiệm điều mới mẻ một lần trong đời. Bắc cực quang được sinh ra giữa các nguyên tử mặt trời tương tác với tầng khí quyển trái đất. Những nước nằm ở vĩ độ cao đều có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này. Bắc cực quang có các dải màu từ trắng, xanh lục, xanh lam, tới hồng và tím từ cường độ thấp đến cao. Màu phổ biến nhất vẫn là xanh lục và xanh lam. Đến Bắc Âu từ cuối tháng 9, du khách sẽ có dịp ngắm từng dải ánh sáng đủ màu sắc xoắn vào nhau mềm mại trên bầu trời. Từ khóa cực quang hay Northern Lights, Aurora Borealis trở thành trải nghiệm du lịch được nhiều người tìm kiếm thời gian gần đây. Number 8. Great Barrier Reef. Bên cạnh những rạn san hô kỳ vĩ thì nơi đây còn là ngôi nhà khổng lồ cho khoảng 30 loài cá voi và cá heo quý hiếm, và số lượng lớn cá cũng sinh sống ở đây. Có thể nói rằng, rạn san hô Great Barrier là hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất hành tinh được xếp vào một trong 7 kỳ quan của thế giới. Trải qua biết bao biến động của thiên nhiên nhưng kỳ quan này vẫn được các du khách khẳng định là rạn san hô đẹp nhất thế giới. Rạn san hô Great Barrier hiện đóng góp tới 7 tỷ USD mỗi năm cho du lịch của Australia. Theo Deloitte, rạn san hô Great Barrier Reef tại Australia có trị giá lên tới 56 tỷ USD, tương đương với giá trị của 12 nhà hát opera tại Sydney. Đây là lần đầu tiên một di sản thế giới được định giá một cách toàn diện về mặt thương hiệu. Great Barrier Australia Reef đang đối mặt nguy cơ biến mất do hiện tượng tẩy trắng san hô ngày càng nghiêm trọng. Những năm trước, hiện tượng này xảy ra với mức độ và quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử. Tình trạng tẩy trắng san hô ngày càng trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu gây ra bởi con người, khi các đại dương phải hấp thụ khoảng 93% nhiệt lượng gia tăng của trái đất. Number 7. Antarctica. Từ lúc bắt đầu giới thiệu về Nam Cực Antarctica, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về vùng đất này.
Dù sao thì đây cũng là một điểm đến quá mới và không phải ai cũng đã từng đặt chân đến dễ dàng như các châu lục khác. Một trong những câu được quan tâm nhất là đi Nam Cực khi nào, hay cụ thể hơn là đi Nam Cực vào tháng nào. Với một cuộc thám hiểm tới Nam Cực, dù bằng du thuyền hay máy bay, thì cũng hoàn toàn khác với các điểm đến khác, vì vấn đề không nằm ở chỗ đâu là thời gian đẹp nhất hay xấu nhất, mà là ngoài những tháng hè, tức là từ tháng 10 đến tháng 3, thời gian còn lại bạn sẽ không thể đến được vùng cực nam của trái đất này. Từ tháng 4 đến tháng 9, trên biển rất nhiều băng và các con thuyền không thể tiếp cận với đất liền. Chỉ khi băng bắt đầu tan ra từ cuối tháng 10 đầu tháng 11 thì các con tàu mới bắt đầu có thể di chuyển vào đây. Nam cực Antarctica là châu lục cuối cùng mà con người khám phá. Châu Nam cực là châu lục thứ 7 và là châu lục có ít cư dân sinh sống nhất. Diện tích Nam cực là 14 triệu km² nhưng chỉ có hơn 1.000 cư dân sinh sống. Nam cực châu lục duy nhất trên thế giới không có bất kỳ một quốc gia có chủ quyền nào. Từng có 8 quốc gia bên ngoài tuyên bố chủ quyền trên các phần đất khác nhau của châu Nam cực và hiện nay chỉ còn 7. Number 6. Mount Bromo. Indonesia được biết đến là một quốc gia có rất nhiều những địa điểm tham quan nổi tiếng. Hàng năm, có hàng chục triệu lượt khách du lịch đến với đất nước vạn đảo này. Một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi đến đây chính là núi lửa Bromo, Indonesia. Indonesia được biết đến là một đất nước có rất nhiều ngọn núi lửa. Núi lửa Bromo là một trong số đó, nằm phía tây đảo Java và cách thành phố Surabaya, Indonesia khoảng 100 km. Núi lửa Bromo cao 2.392 m, nổi tiếng là một trong năm ngọn núi lửa còn đang hoạt động và đẹp nhất trên thế giới. Điều tạo nên sự đặc biệt không lẫn vào đâu, và sức hấp dẫn của núi lửa Bromo đối với dân du lịch có lẽ là nét đẹp thiên nhiên nguyên sơ. Đến đây, bạn sẽ được ngắm nhìn tận mắt dung nham, hóa thạch sôi sùng sục bên trong một ngọn núi lửa đang hoạt động. Đến với Bromo, bạn còn có thể khám phá thêm địa điểm Viewpoint. Đây được xem là nơi ngắm bình minh tuyệt đẹp nằm trên núi ven An Giang. Number 5. Victoria Falls. Thác nước Victoria được David Livingstone đặt theo tên nữ hoàng Anh Victoria. Ông là nhà truyền giáo đồng thời là nhà thám hiểm người Scotland, người châu Âu đầu tiên nhìn thấy thác nước này vào năm 1885. Victoria chính thức trở thành tên gọi của thác nước vào năm 1931 khi vùng đất này nằm dưới quyền cai trị của thực dân Anh. Thành phố Livingstone nằm gần thác Victoria cũng được đặt theo tên của nhà khoa học David Livingstone. Victoria được xem là thác nước ngoạn mục nhất trên thế giới. Nó nằm trên sông Zambezi, con sông dài thứ tư ở châu Phi. Dòng sông Zambezi có chiều dài 2.650 km và nằm trên biên giới phía nam Zambia và phía tây bắc Zimbabwe, thuộc miền nam châu Phi. Thác Victoria bao gồm 4 thác nước, được phân cách bởi các hòn đảo nhỏ và các rạn san hô. Victoria hình thành vùng sương mù liên tục rộng lớn nhất trên thế giới. Sương mù ở đây thậm chí có thể nhìn thấy được từ cách xa 50 km. Một cầu đường sắt ở gần thác nước đã được xây dựng vào năm 1905 để phục vụ ngành du lịch. Du khách có thể đi du lịch bằng tàu qua cầu để trải nghiệm cảm giác thú vị khi đến với vùng đất này. Thác nước Victoria và các công viên xung quanh chính là điểm thu hút rất đông du khách đến với Zambia và Zimbabwe. Vườn quốc gia thác Victoria tập trung rất nhiều loài thực vật quý hiếm và các loài cây khác nhau. Number 4. Grand Canyon. Grand Canyon là một công viên quốc gia nổi tiếng nằm ở khu vực phía tây bắc của tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Nơi đây có diện tích vô cùng rộng lớn, lên đến gần 5.000 km². Tâm điểm của công viên này chính là hẻm núi Grand Canyon nằm bên bờ sông Colorado, nơi được xem là một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất của thế giới. Lần đầu đến tham quan Grand Canyon, đứng trên một mỏm núi, du khách sẽ trải nghiệm hiện tượng lạ kỳ của thiên nhiên. Toàn vùng núi nhuốm màu đỏ sậm nhưng chỉ sau một vòng tham quan, tất cả đã đổi màu tím ngắt. Ở đây, thời gian đã chứng minh được quyền uy của nó. Quần thể núi luôn chuyển màu theo ánh sáng mặt trời và thời tiết. Hẻm núi Grand Canyon được hình thành nên nhờ dòng chảy của sông Colorado từ thời kỳ tiền Cambri. Nó có chiều dài lên đến hơn 446 km, rộng từ 0,4 đến 24 km và sâu 1.600 m.
Trải qua hàng triệu năm bị nước chảy bào mòn, những hẻm đá lộ ra màu sắc rực rỡ, với vẻ đẹp siêu thực vô cùng ấn tượng. Number 3. Ha Long Bay. Vịnh Hạ Long được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vẻ đẹp tự nhiên với non nước hùng vĩ, đẹp tựa như một bức tranh sơn thủy bí ẩn và thơ mộng. Mảnh đất được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới và trở thành một trong những điểm du lịch thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Vịnh Hạ Long nằm thuộc bộ phận của Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam, phía đông bắc giáp với Vịnh Bái Tử Long, phía tây nam giáp với quần đảo Cát Bà, phía tây và tây bắc giáp với đất liền, phía đông nam và phía nam hướng ra Vịnh Bắc Bộ. Vịnh Hạ Long có tổng diện tích 1.553 km2 gồm các vùng lõi, vùng đệm bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 989 đảo có tên và 980 đảo chưa được đặt tên. Vịnh Hạ Long là vùng biển đảo có khí hậu phân hóa hai mùa rõ rệt là mùa hè và mùa đông. Mùa hè nhiệt độ từ tháng 4 đến tháng 10 với nhiệt độ khoảng 27 đến 29 độ C. Mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với không khí lạnh nhiệt độ khoảng 16 đến 18 độ C. Trên Vịnh Hạ Long có khoảng 40 đảo mới có người dân sinh sống với khoảng gần 2.000 người, tập trung chủ yếu ở các làng chài ven biển như Cửa Vàng, Cặp Gia, Ba Hang, với cuộc sống của người dân chủ yếu là đánh bắt, nuôi trồng, lai tạo các giống thủy, hải sản. Vùng di sản trên Vịnh Hạ Long bao gồm nhiều hang động. Bãi Tắm là một vùng biển đảo có đa dạng và phong phú danh lam thắng cảnh. Vịnh Hạ Long có 4 đảo lớn nhỏ là Tuần Châu, Cát Bà, Quan Lạng và Cô Tô với tiềm năng du lịch phát triển. Các hòn đảo tại Vịnh Hạ Long vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của tạo hóa mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm ý nghĩa nhất. Number 2. Amazon Rainforest. Với diện tích 5,5 triệu km2, rừng Amazon là bể chứa carbon của trái đất, đồng thời cung cấp nơi sinh sống cho 1/4 loài sinh vật và 34 triệu người. Amazon lá phổi trái đất là rừng mưa nhiệt đới đã có tuổi đời hơn 10.000 năm. Với diện tích 5,5 triệu km2, rừng mưa nhiệt đới Amazon là khu rừng lớn nhất thế giới, có độ bao phủ kéo dài gần hết lưu vực sông Amazon. 60% diện tích rừng nằm trong lãnh thổ đất nước Brazil, phần còn lại thuộc Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname và Guyana thuộc Pháp. Với diện tích này, rừng mưa Amazon chiếm hơn 50% rừng mưa của trái đất. Rừng Amazon cũng là ngôi nhà chung của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. 10% số động vật của thế giới có thể được tìm thấy tại đây. Do đó, người ta ví rừng mưa Amazon như một khu bảo tồn thiên nhiên của trái đất. Tuy nhiên, khu rừng nhiều năm trở lại đây đang bị hủy hoại do nạn chặt phá rừng và nạn săn bắt động vật quý hiếm. Theo thống kê, trong 50 năm vừa qua, diện tích rừng đã bị giảm đi khoảng 17%. Rừng Amazon còn được xem là một nơi bí ẩn ngay cả với giới khoa học. Người ta tin rằng rừng đã xuất hiện từ khoảng 10.000 năm trước. Number 1. Serengeti Migration. Hệ sinh thái Savan Serengeti nằm trên lãnh thổ châu Phi, trải dài từ phía bắc Tanzania đến tây nam Kenya với diện tích khoảng 30.000 km2. Phần diện tích nằm trên lãnh thổ Kenyan của Serengeti còn được biết đến với tên gọi Maasai, Masai Mara. Đồng cỏ Serengeti là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên châu Phi và một trong 10 kỳ quan của thế giới với cuộc di cư khổng lồ của những đàn động vật có vú diễn ra hàng năm. Đồng cỏ Serengeti cũng nổi tiếng với những đàn sư tử với số lượng đông đảo và là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất cho những ai muốn chiêm ngưỡng cuộc sống trong thiên nhiên hoang dã của chúng. Năm 1981, Serengeti được công nhận là di sản văn hóa và di sản thế giới được UNESCO công nhận. Hệ sinh thái của nó được coi là một trong những hệ sinh thái lâu đời nhất trên hành tinh của chúng ta. Động vật hoang dã của Serengeti, theo các nhà khoa học, ngày nay trông giống y như 1 triệu năm trước, được bảo tồn từ thời Pleistocene. Không có khu bảo tồn thiên nhiên nào khác ở châu Phi có thể so sánh với Serengeti về số lượng loài sống ở đây, có 35 loài đồng bằng trong khu bảo tồn. Không ngạc nhiên, đó là Serengeti thu hút hàng chục ngàn du khách đến Tanzania mỗi năm. Công viên được coi là nơi tốt nhất để quan sát cuộc sống của sư tử, báo đốm, cũng như hươu cao cổ. Cuộc di cư vĩ đại là cuộc di cư hàng năm của hàng triệu con linh dương đầu bò vào Tanzania. Cảnh tượng đã lặp lại hàng nghìn năm và là đợt di chuyển hàng năm lớn nhất của động vật ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất. Vườn quốc gia Serengeti là địa điểm nổi tiếng thế giới về hiện tượng hàng năm này.
nơi các đàn linh dương đầu bò, ngựa vằn, linh dương và nhiều loài khác thực hiện chuyến đi nguy hiểm. Cuộc đại di cư thể hiện thiên nhiên ở dạng thô sơ nhất, khi những đàn động vật di chuyển khắp các vùng đồng bằng của châu Phi, qua những con sông hiểm trở và qua những cảnh quan tuyệt đẹp, bạn